Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Khi nhân nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn. Câu hỏi 1. Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì? 1. Các tính chất. Tương tự phép nhân số nguyên, phép nhân phân số có các tính chất cơ bản sau. A. Tính chất giao hoán. A trên B nhân C trên D bằng C trên D nhân A trên B. B. Tính chất kết hợp. Mở ngoặc. A trên B nhân C trên D đóng ngoặc. Nhân P trên Q bằng A trên B nhân mở ngoặc C trên D nhân P trên Q đóng ngoặc. C. Nhân với số 1. A trên B nhân 1 bằng 1 nhân A trên B bằng A trên B. D. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. A trên B nhân mở ngoặc C trên D cộng P trên Q đóng ngoặc bằng A trên B nhân C trên D cộng A trên B nhân P trên Q. 2. Áp dụng. Do các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân, khi nhân nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào, sao cho việc tính toán được thuận lợi. Ví dụ, tính tích M bằng âm 7 trên 15 nhân 5 trên 8 nhân 15 trên âm 7 nhân âm 16. Giải ta có M bằng âm 7 trên 15 nhân 15 trên âm 7 nhân 5 trên 8 nhân âm 16, tính chất giao hoán, bằng mở ngoặc âm 7 trên 15 nhân 15 trên âm 7 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 5 trên 8 nhân âm 16 đóng ngoặc, tính chất kết hợp, bằng 1 nhân âm 10 bằng âm 10 nhân với số 1. Câu hỏi 2. Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị các biểu thức sau. A bằng 7 phần 11 nhân âm 3 trên 41 nhân 11 trên 7. B bằng âm 5 trên 9 nhân 13 trên 28 trừ 13 trên 28 nhân 4 trên 9. Bài tập 73. Trong hai câu sau đây, câu nào đúng? Câu thứ nhất, để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Câu thứ hai, tích của hai phân số bất kỳ là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu. Bài tập 74. Điền các số thích hợp vào bảng sau. Các em kẻ bảng gồm có 11 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, A. Cột 2, âm 2 trên 3. Cột 3, 4 trên 15. Cột 4, 9 trên 4. Cột 5, 5 trên 8. Cột 6, 4 trên 5. Cột 7, 4 trên 15. Cột 8, 0. Cột 9, 13 phần 19. Cột 10, âm 5 trên 11. Hàng thứ 2, cột 1, B. Cột 2, 4 phần 5. Cột 3, 5 phần 8. Cột 4, âm 2 phần 3. Cột 5, 4 phần 15. Cột 6, âm 2 phần 3. Cột 7, 1. Cột 8, âm 6 phần 13. Cột 11, âm 19 phần 43. Hàng thứ 3, cột 1, A nhân B. Cột 9, 13 phần 19. Cột 10, 0. Cột 11, 0. Bài tập 75. Hoàn thành bảng nhân sau, chú ý rút gọn kết quả nếu có thể. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, nhân. Cột 2, 2 phần 3. Cột 3, âm 5 trên 6. Cột 4, 7 trên 12. Cột 5, âm 1 trên 24. Hàng thứ 2, cột 1, 2 phần 3. Cột 2, 4 phần 9. Hàng thứ 3, cột 1, âm 5 trên 6. Hàng thứ 4, cột 1, 7 phần 12. Hàng thứ 5, cột 1, âm 1 trên 24. Bài tập 76. Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý. A bằng 7 phần 19 nhân 8 phần 11 cộng 7 phần 19 nhân 3 phần 11 cộng 12 phần 19. B bằng
5/9 nhân 7/13 cộng 5/9 nhân 9/13 trừ 5/9 nhân 3/13. C bằng mở ngoặc 67/111 cộng 2/33 trừ 15/117 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1/3 trừ 1/4 trừ 1/12 đóng ngoặc. Bài tập 77. Tính giá trị các biểu thức sau. A bằng A nhân 1/2 cộng A nhân 1/3 trừ A nhân 1/4 với A bằng -4/5. B bằng 3/4 nhân B cộng 4/3 nhân B trừ 1/2 nhân B với B bằng 6/19. C bằng C nhân 3/4 cộng C nhân 5/6 trừ C nhân 19/12 với C bằng 2002/2003. Luyện tập. Bài tập 78. Căn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên, ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số. Ví dụ, tính chất giao hoán của phép nhân phân số A trên B nhân C trên D bằng A nhân C trên B nhân D bằng C nhân A trên D nhân B bằng C trên D nhân A trên B. Bằng cách tương tự, em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên. Bài tập 79. Đố: tìm tên một nhà toán học Việt Nam thời trước. Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỷ thứ 15. T. -2/3 nhân -3/4. U. 6/7 nhân 1. E. 16/17 nhân -17/32. H. 13/19 nhân -19/13. G. 15/49 nhân -84/35. O. 1/2 nhân 3/4 nhân -8/9. N. -5/16 nhân -18/5. Y ngắn. 6/11 nhân -1/7 nhân 0 nhân 3/29. V. 7/6 nhân 36/14. L. 3/5 nhân 1/3. Các em kẻ ô gồm có 12 ô. Ô thứ nhất 1/5. Ô thứ hai 6/7. Ô thứ ba -1/3. Ô thứ tư 9/8. Ô thứ năm -36/49. Ô thứ sáu 1/2. Ô thứ bảy -1. Ô thứ tám -1/2. Ô thứ chín 3. Ô thứ 10 0. Ô thứ 11 9/8. Ô thứ 12 -1. Bài tập 80. Tính. A. 5 nhân -3/10. B. 2/7 cộng 5/7 nhân 14/25. C. 1/3 trừ 5/4 nhân 4/15. D. Mở ngoặc 3/4 cộng -7/2 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2/11 cộng 11/22 đóng ngoặc. Bài tập 81. Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1.4 km và chiều rộng 1.8 km. Bài tập 82. Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A để đi đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay được 5 m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12 km, hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước. Bài tập 83. Lúc 6:50, bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7:10, bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12 km/h.
Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7:30, tính quãng đường AB.